Chào Phi, chào cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai. Hôm nay có vàng lô bông giấy với thập cẩm cây xanh rồi. Si mê chú thủy, cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ. Số điện thoại 0389372007, đó cũng là số Zalo của em cháu rồi cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị clip vừa rồi ủng hộ gần hết clip nha. Clip này mong sự ủng hộ cô chú anh chị gần xa rất nhiều ha. Số điện thoại 0389372007, đó cũng là số Zalo của em cháu à. Rồi không mất thời gian vô cây số 1 là cây dạng hoa lầu ha cô chú anh chị. Bông tím. Cái này siêu bông á. Thằng lắc lượng đẹp ha. Không bọng không lũa gì hết ha. Cây này nằm chậu á. Rồi. Thông số. Nó dài dài dữ. Cảm thấy chiều cao là 135. Tán ngang nó 75. Có một bọng nha, báo luôn nha. Không, cây nào một là báo một. Rồi. 28. Thân 28. Rồi cây số 1, cây dạng hoa lầu này giao lưu cô chú anh chị 2.500.000 ha, bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo cây số 2 là cây sắt pháo ha cô chú anh chị. Cây này nó bị bọng nha, chám lại rồi ha, lỗ bằng ngón tay từ trên này nó xuống tới dưới này luôn ha. Bằng ngón tay à, mà nó không có mục ha. Cái chỗ này nó tét cái nhánh nó hơi lũa lũa một chút mà nó cứng ngắc ha. Chưa có đục, nó quay rồi đục tha keo cho cô chú ha. Cái đó lấy đồ chim mới được. Chiều cao là 98. Hoành thân 38. Rồi cái sắt pháo mã số 2 này giao lưu với cô chú anh chị 1.500.000 ha. Bao ship toàn quốc luôn. Không có bọng với bao là không có mục nha, cây này chám lại rồi ha. Rồi tiếp theo cây số 3 là cây giấy hai màu nha cô chú. Cây này nó già dữ lắm, nó gần gốc cây người ta nuôi á. Bay nó là 110. Cái này khó đo. Hoành thân 51. Dưới này bự dữ lắm, đế cứ ngắt cái này luôn. Cái này người ta nuôi nó bị lũa lũa thôi chứ bao cô chú là không có mục ha, người ta có đi keo rồi hết trơn ha, cái hai màu ha. Cái này cũng bán lỗ luôn. Rồi cái số 3 này giao lưu với cô chú anh chị 3.500.000 ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây số 4 là cây này ba màu nha cô chú. Cây này màu đỏ với hồng sắc pháo với màu trắng ha. Cây này người ta trồng trong cái chậu, hồi đó chắc trồng hai cây quá, giờ dính cứ ngắt luôn. Gỡ không ra đế cứ ngắt cái bầu luôn. Chiều cao 68. Đo hai thằng này. 60, 61 tính 60. Cái này bao cô chú có không có mục bọng gì hết thế à. Cái này ba màu. Rồi cái số 4 này giao lưu cô chú anh chị 4.200.000 ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây số 5 là cây sắt pháo rồi cô chú anh chị. Cây này nó có cái cò quái quái ha. Chiều cao 115. Hoành thân 34. Cây này có mấy cái mặt cắt này người ta cắt cái nghe cô chú, rồi đục lại tới thịt non hết trơn tha keo ha. Với chỗ này nó bị hơi tét cái nhánh, nó cũng hơi lũa lũa một chút mà nó không có mục ha.
Rồi cái số 5 này giao lưu với cô chú anh chị 2.500.000 ha, cái sắt pháo ha. Rồi, đổi cây. Ồ, cây này cao quá. Rồi tiếp theo cây số 6 ha cô chú, cây này là cây hai màu ha. Quá nặng, này dính mới được. Bỏ cái đó lên này, dính cây này lại đo ăn cái. Nó ngã nó cao quá. Dính cái đầu nha. Cái này cây hai màu nha cô chú, cây này là không bọng, không mục, không lũa gì hết trơn nha. Chiều cao cái cỡ 1m6 á. Bay ra 117. Hồng thân 36. Rồi cây hai màu này giao lưu với cô chú anh chị 4.200.000 ha. Cây này là không bọng không mục gì nha cô chú. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây số 7 là cây giấy trắng nha cô chú. Trắng nguyên xi luôn ha. Cây này cũng không có bọng có mục gì ha. Đến hồi nó có cái lỗi rồi ông báo cái lỗi thôi. Cây cao cao này ghê quá. Cao 1m6 rồi cô chú. Có 1m7 thì tính 1m6 thôi. Cái này trắng nguyên zin luôn ha. Bình thân 45 ha. Đường kính bầu 42. Lại quay cái này cho cô chú coi. Này, nó có bị cái này vô cỡ hai lóng tay nha cô chú, mà nó không có mục ha. Cái này đó người ta chặt cái nhánh đó, xong rồi cạy ra thả keo cho cô chú ha. Rồi cái số 7 này giao lưu với cô chú anh chị 4.500.000. Bông giấy trắng ha. Rồi. Ok. Bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo cây số 8 là cây sắt pháo nha cô chú. Cây này khủng lắm, cây này. Chiều cao nó 1m35 ha. Hoành thân 75 ha. Cây này năng cây dữ lắm. Cây này nó có cái lỗi này nha cô chú. Cái này đó người ta chặt cái nhánh nó rồi đục ra tới thịt sống hết trơn ha. Dưới đây có lỗ chừng hai lóng tay chám lại rồi ha. Hai lóng tay bằng ngón tay à. Là tới thịt sống hết trơn đó. Ừ, nó chám lại rồi. Sợ nước nó vô mục á. Dưới trên này hai cái nhánh cũng lỗ nhỏ cũng chám rồi ha, bằng tay út gì đó vô chừng lắm tay. Rồi cái sắt pháo mã số 8 này giao lưu cô chú anh chị 12.500.000 ha, bao ship toàn quốc không. Rồi tiếp theo cây số 9, cây này cây hai màu nha cô chú. Cái này đo gì trời. Ủa, cái số 9 này giao lưu cô chú anh chị 600.000 luôn, bao ship toàn quốc luôn. Này hoành chắc ở 28, 29. À, xuống luôn đi. 10 cây kia. Cái này 15 nha. Nãy ghi lộn, có số 15. Rồi cái số 10 là cái kim giòn nha cô chú. Bố lắm ha. Nằm trong cái thùng. Chiều cao là 57. Hoành thân 57 luôn. Cái cũ dưới bự hơn. Cái này người ta chặt
chủ nhà người ta cắt cái thùng ra, cắt xong rồi phạm vô đây ha, tha keo bữa nay kéo rồi ha. Cái kim giòn số mấy, mà số 10 này giao lưu cô chú anh, chú anh chị 3.700.000 ha, bao ship toàn quốc luôn, bữa nay nó đâm chồi rồi. Đổi cây rồi, tiếp theo ngã số 11 là cây si búp hồng nghe cô chú. Chiều cao tới mặt bầu là 70, bề dài là 80. Đoạn này cổ này, cổ nó 61. Rồi cái ship búp hồng này giao lưu cô chú anh chị 3 triệu ha, bao ship toàn quốc. Mấy cái này không có đồ không đục nghe cô chú. Rồi đổi cây. Rồi, tiếp theo mã số 11 là cây xanh nha cô chú. Ai biết đâu rồi. Gì để xanh. Cô chú coi cây xanh gì con cũng không có gành. Mua bán thử rồi đó, giờ không có bán. Đẹp đẹp mua giao lưu với cô chú, giá mềm mềm. Chiều cao là 93. Đo cục nạc. Rễ gốc không. Nạc là 40. Kính bầu. Kính bầu 48. Rồi cây xanh này giao lưu cô chú anh chị 1.500.000 nha, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi xuống luôn. Rồi tiếp theo đây cũng là cây xanh đó cô chú. Số 13. Cái này quay rồi cô chú chớp bó bầu lại hết trơn ha, không có để gì. Này nó nằm trong cái thùng mới cắt ra. Chiều cao là 116. Để quái rồi. Quái nó nằm cứng ngắc trong cái thùng luôn. Quỳnh thân 30. Sổ xuống 35. Này mua vàng, kiếm vàng 24 cục có nhét trọng vài năm giá trị dữ lắm. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị 1.500.000 luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo cũng là cây xanh nha cô chú. Có 3 cây ha. Cao 128. Trên này có đò dữ. Đò trên này đi. Đò cho cô chú tham khảo. Thân 29. Này sổ chắc cũng bằng cây kia. Sổ 35. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị cũng 1.500.000 luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây số 15. Cây này không biết màu gì nữa, không quên hỏi chủ nhà. Báo đại sắp pháo đi. Chiều cao 57. Quỳnh thân 39. Đường kính bầu dài 45. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị 600.000 nha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Tiếp theo số 16 là cây si búp hồng nha cô chú. Cây này clip rồi ha. Không xong giá, không có giao lưu được. Lúc này giao lưu lại sụp giá cho cô chú chút ha.
chậu nó già dữ lắm. Chiều cao 121. Quỳnh thân 40. Bãi ra 69. Rồi cái xí búp hồng này giao lưu với cô chú anh chị 2.500.000 ha. Nó có bị lũa ở đây ha cô chú. Nó quá già mà nó cứ ngắt ha, thịt đỏ ao ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây số 17 cũng là cây cuối clip nha cô chú, cây ổi ha. Cái này clip rồi có khách chớp rồi mà không chuyển cọc, ông kêu nuôi lại mà ông không chuyển cọc, thôi clip này quay bán lại. Cây bữa nay nó xì mầm hết trơn rồi ha. Chiều cao là 99. Cây này nặng dữ lắm, trăm ngoài ký. Quạnh thân 59. Đường kính bầu 64. Rồi cây ổi cuối clip số 17 này giao lưu cô chú anh chị 3.900.000 em bao ship toàn quốc, có cây nặng mà. Rồi cuối clip con cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip vừa qua ha. Clip này cũng mong sự ủng hộ của chú anh chị gần xa rất nhiều. Số điện thoại 0389372007 đó cũng là số Zalo của em cháu ha. Rồi cuối clip con xin chào.